city with my team. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you. Hôm nay mình sẽ đi ăn lẩu bò. Giờ đồ tôi rồi mình sẽ thả đâu vào ăn? Có nước mắm không? Đây là món nước chấm thần thánh. Đứng đen. Trong khi đợi lẩu sôi thì đang bún lại mắm lên chứ. Bún mắm lên. Cho mấy em bé ăn trước rồi quyết định.